đi, anh em viết đi. Con đó làm gì? Con đó làm gì? Bò. Bò hả? Vẽ con bò đi. Trời ơi, thấy anh hai nằm mà cũng nằm vậy đó hả? Hay gọi điện con. Nè, của con nè Thương, của con nè. Con. Nghiệp nè. Nhồi nhồi vậy đó. Đi lên hay trong sân con gà. Con gà. Chữ đó chữ gì? Ê ngược ngược rồi ngược. Ở trên kéo xuống thì đầu móc ở dưới móc lên. Chữ đó chữ gì? Chữ A. Đúng rồi. Xuống chữ A nhỏ đi. Ừ. Ôi đi viết đầu này nè, viết đầu này qua nè. Ủa chữ A nhỏ hả? Ừ. Ủa chữ gì? Chữ A luôn đó. Đúng. Kéo là té móc trên đây móc xuống nữa ha, không thấy người ta chỉ không? Thương vẽ gì vậy? Đúng rồi, Thương vẽ gì Thương? Đúng rồi đó. Trời ơi. Cũng nhồi. Đau em. Trời con hầm nào mà đi đi, đi bàn viết không viết. Viết đi. Ông gió này được không? Nè, từ đây nè. Rồi. Của anh hai đang viết. Nè.